dự báo về sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam. Việt Nam nhiều tiềm năng để phát triển ngành bán dẫn. Ngân hàng phát triển châu Á IDB cải cách vốn mới. Kính chào quý vị vừa điểm qua một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 9, nhiều hãng truyền thông nước ngoài đã đưa tin về số liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đồng thời dự báo quá trình phục hồi sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Hãng tin AFP dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 3 năm nay đạt 5,33%, cùng với những số liệu cho thấy lãi suất cho vay giảm, tiền thuế và đầu tư công tăng đã tạo ra một tác động tích cực cho nền kinh tế. Trong khi đó, trang Nikkei Asia nhận định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khởi sắc một phần nhờ sự phục hồi của ngành du lịch. Ngành du lịch đã thúc đẩy kinh tế Việt Nam trong quý 3, với động lực chính là sự phục hồi của lĩnh vực bán lẻ và du lịch, trong khi ngành sản xuất đang phục hồi với 5 tháng tăng trưởng liên tiếp. Hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc dẫn các số liệu chính thức cho thấy, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã thu hút hơn 20 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Phát triển châu Á IDB thì dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt 5,8%, chủ yếu do nhu cầu bên ngoài còn yếu. IDB đánh giá nền kinh tế Việt Nam vẫn có sức chống chịu tốt và có thể phục hồi trong tương lai gần nhờ tiêu dùng nội địa tăng, kích cầu đầu tư công và cải thiện các hoạt động kinh tế. Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển ngành bán dẫn là nhận định của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam do Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Đông Nam Á, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội. Thưa quý vị, đây là sự kiện thường niên thảo luận về các cơ hội hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Với hệ thống chính trị được đánh giá ổn định, vị trí địa lý thuận lợi, đặc biệt sự quan tâm và ủng hộ của chính phủ trong việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam hiện đang rất có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư trong lĩnh vực này. Sự tham gia hội nghị của hơn 120 thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Bán Đông Nam Á là các doanh nghiệp đến từ 14 quốc gia trên thế giới cho thấy mức độ quan tâm của các doanh nghiệp đến lĩnh vực này tại Việt Nam. Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam đang trên đà phát triển với nhiều tiềm năng và lợi thế. Việt Nam đã và đang thu hút ngày càng nhiều các tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn của Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ. Sự ủng hộ tích cực của chính phủ sẽ là lợi thế rất lớn. Chúng tôi mong muốn có thể kết nối nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này với Việt Nam. Tổng doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới năm 2022 là khoảng 600 tỷ đô la Mỹ, trong đó doanh thu được làm ra tại Việt Nam khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Với sự khan hiếm về nhân lực cho ngành này trên thế giới, Việt Nam đang trở thành điểm sáng với lợi thế về nhân lực dồi dào. Hiện 75% sản phẩm vi mạch thuộc phân khúc trung bình. Đây được coi là cơ hội cho những nước đang phát triển như Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể tham gia theo nhiều bước khác nhau, từ cung cấp nhân lực đến cung cấp dịch vụ, đến thiết kế từng phần và tiến tới là thiết kế toàn bộ. Thì tôi nghĩ là để có thể làm được cái lộ trình này thì chúng ta cần một cái sự đầu tư các trung tâm thiết kế ở các trường đại học lớn để giúp cho các kỹ sư, giúp ngày càng có nhiều kỹ sư hơn. Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành xây dựng kế hoạch hành động và chiến lược để phát triển ngành này ở Việt Nam, xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp này đến năm 2030. Tại hội nghị, nhiều chuyên gia doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ là những cơ sở quan trọng để Việt Nam nắm bắt nhanh cơ hội cho ngành này. Do trùng vào ngày Chủ nhật nên kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1 tháng 10 nên sẽ được lùi xuống ngày 2 tháng 10, ngày đi làm đầu tiên của tuần mới. Theo số liệu của Bộ Công Thương, so với giá xăng dầu thành phẩm bình quân tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất 21 tháng 9, giá xăng dầu tại kỳ này đang giảm. Các doanh nghiệp xăng dầu dự đoán giá xăng bán lẻ có thể giảm từ 800 cho đến 1.000 đồng một lít, còn dầu giảm khoảng 300 đồng một lít. Mức dự báo này chưa bao gồm việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, các hãng hàng không Việt Nam bắt đầu mở bán vé máy bay Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 trên một số chặng bay. Theo đó, giá vé máy bay Tết Nguyên Đán 2024 từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 24 tháng Chạp đến ngày 6 tháng Giêng, được bán với giá linh hoạt,
có mức từ 3,5 cho đến 9,8 triệu đồng một vé một chặng bay. Giá vé tùy thuộc vào hãng bay, thời điểm bay và ngày bay, đã gồm thuế và phí. Cụ thể, với các chặng bay một chiều thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, chiều đi ngày 2 tháng 2 tức ngày 23 Tết âm lịch, giá vé của hãng bay Vietnam Airlines có giá dao động từ 2,6 cho đến 5 triệu đồng một vé hạng phổ thông. Chiều đi từ thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội ngày 3 tháng 2 tức ngày 24 Tết âm lịch có giá khoảng 3,5 triệu đồng một vé phổ thông. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng một ký tại một vài địa phương và ghi nhận trong khoảng từ 54 cho đến 56.000 đồng một ký. Mức giá thấp nhất 54.000 đồng một ký được ghi nhận tại Yên Bái và Lào Cai. Trong khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục giảm tại một vài địa phương và dao động trong khoảng từ 53 cho đến 55.000 đồng một ký. Mức giá thấp nhất được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk. Tại khu vực phía Nam cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng một ký trên diện rộng và dao động trong khoảng 52 cho đến 56.000 đồng một ký. Bến Tre và Kiên Giang là hai địa phương có mức giá thấp nhất 52.000 đồng một ký. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin tài chính thị trường thế giới. Thưa quý vị, theo số liệu vừa công bố, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 9 này đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm qua. Điều này cho thấy chính sách tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang phát huy tác dụng kiểm soát giá cả, dù tác động tới tăng trưởng kinh tế. Theo cơ quan thống kê Liên minh châu Âu Eurostat, giá tiêu dùng tại Eurozone trong 9 tháng năm nay đã tăng 4,3%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Nếu không tính giá thực phẩm, năng lượng, rượu và thuốc lá, lạm phát tại khu vực này đã giảm từ 5,3% xuống 4,5%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8 năm 2020. Các số liệu cũng cho thấy tất cả các loại hàng hóa đều tăng giá với tốc độ chậm hơn và giá năng lượng giảm tháng thứ 5 liên tiếp. Những số liệu này làm dấy lên hy vọng rằng ECB sẽ dừng chu kỳ tăng lãi suất hiện nay. Trước đó, hôm 14 tháng 9, ECB đã tăng lãi suất lần thứ 10 liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái lên mức cao kỷ lục 4%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde thừa nhận, mặc dù những tác động tiêu cực của việc tăng mạnh lãi suất đang đè nặng lên các hộ gia đình, song đây là biện pháp duy nhất để kiểm soát lạm phát. Vào sáng ngày 29 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á IDB đã công bố những cải cách vốn mới, qua đó tăng vốn cho vay thêm 100 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới, trong nỗ lực mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển và chống đói nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. Ngân hàng IDB có trụ sở tại Manila cho biết đang điều chỉnh khẩu vị rủi ro và giảm mức vốn quá tối thiểu theo cách duy trì mức xếp hạng tín dụng AAA, trong khi vẫn cho phép ngân hàng mở rộng cam kết cho vay thêm gần 40% lên khoảng 36 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Động thái của IDB nhằm mở rộng nguồn vốn cho vay tương tự các biện pháp mà Ngân hàng Thế giới WB công bố hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, IDB cho biết ngân hàng này có truyền thống áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, duy trì tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro cao hơn WB và các ngân hàng phát triển đa phương khác. Vì vậy, khi phân tích rủi ro và điều chỉnh giảm ước tính các tổn thất ngoài dự kiến, ngân hàng này có nhiều dư địa hơn để trích ra các khoản cho vay mới từ cấu trúc vốn của mình so với một số ngân hàng khác. Ngoài ra, IDB còn xây dựng quỹ điểm cho vay nghịch chu kỳ trị giá 12 tỷ đô la Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên vào những thời điểm khủng hoảng, giúp các nước ổn định và tránh những tổn thất từ vay nợ. Cũng trong ngày 29 tháng 9, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cho biết sẽ thành lập một quỹ để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển xây dựng chuỗi cung ứng về những sản phẩm cần thiết cho quá trình giảm khí thải carbon. Hiện chưa rõ quy mô chính thức của quỹ, nhưng theo một số nguồn tin, Nhật Bản dự định đóng góp 5 triệu đô la Mỹ cho quỹ này. Theo tuyên bố của G7, quỹ sẽ được sử dụng để giúp các nước đang phát triển và các nước mới nổi ở Nam Bán Cầu tăng cường năng lực sử dụng tài nguyên và sản xuất các mặt hàng thiết yếu theo hướng giảm lượng khí thải carbon như tấm pin mặt trời và pin xe điện. Cụ thể, quỹ sẽ hỗ trợ trang trải chi phí cho nhân sự tham gia quá trình chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, hỗ trợ các thiết chế tài chính khu vực tư nhân, gia hạn các khoản vay dành cho các công ty ở Nam Bán Cầu, đồng thời hỗ trợ khai thác và sử dụng khoáng sản cũng như sản xuất các linh kiện và sản phẩm hoàn thiện tại địa phương. G7 dự kiến sẽ ra mắt quỹ vào ngày 11 tháng 10 tới, trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Maroc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.